Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày mùng 6 tháng 9 hôm nay, chúng ta sẽ tạm thời rời xa chiến trường Ukraina để tới với phiên họp toàn thể diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 9 đang được tổ chức tại Nga, nơi mà tổng thống Vladimir Putin cũng đang tham dự. Khách mời có mặt trong phiên thảo luận này đang chú ý có Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hàn Chính và Thủ tướng Malaysia Ibrahim, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm nay. Nội dung chính của cuộc thảo luận là nói về các vấn đề hội nhập BRICS cũng như các vấn đề liên quan tới Ukraine. À. Thưa Tổng thống Putin, nói về hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Kazan, ông mong đợi điều gì ở nó và rằng nó sẽ được tổ chức theo hình thức nào? Hãy để tôi làm rõ một chút. Đến cuối năm 2023, kim ngạch thương mại của Nga với các đối tác BRICS là 294 tỷ đô la. Nói về thương mại, ông đánh giá thế nào về diễn biến tiếp theo của vấn đề này ông đánh giá thế nào về tốc độ thanh toán bằng tiền tệ quốc gia hiện nay việc phi đô la hóa đã trở thành xu hướng hay chỉ là câu chuyện ngắn hạn trước hết tôi muốn nói rằng chúng tôi không theo đuổi chính sách phi đô la hóa chúng tôi không từ chối thanh toán bằng đô la chính chúng tôi đã bị từ chối thanh toán bằng tiền tệ quốc gia và đơn giản là chúng tôi buộc phải tìm kiếm các cơ hội khác chỉ vậy thôi nhưng đây không phải là điều chính điều chính nằm ở chỗ khác điều chính là tiền tệ của một quốc gia cụ thể phản ánh sức mạnh của nền kinh tế nền kinh tế càng lớn thì nền kinh tế này càng có nhiều đối tác vậy nên nhu cầu thanh toán đồng tiền quốc gia của một quốc gia cũng sẽ càng lớn đương nhiên bạn thấy đấy khi một nền kinh tế cụ thể có nhiều đối tác thì nhu cầu sử dụng đồng tiền của quốc gia sẽ nảy sinh vì vậy việc sử dụng đồng tiền của một quốc gia phụ thuộc vào vai trò của nền kinh tế quốc gia đó trên thế giới trong nền kinh tế toàn cầu nhưng sau Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ đương nhiên đã tận dụng lợi thế, tận dụng thành công kết quả của Thế Chiến Thứ Hai trong nền kinh tế, thực hiện kế hoạch Marshall cho châu Âu, tạo ra một hệ thống thế giới Bretton Woods. Sau đó sửa chữa nó một chút, rồi họ lại tạo ra một loại tiền tệ duy nhất trên thế giới là đồng đô la. Như tôi đã nói lúc nãy, nó vẫn phụ thuộc vào quy mô sức mạnh của nền kinh tế đất nước. Hiện nay Tình hình trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi, các quốc gia ở Nam bán cầu chiếm hơn 50% GDP toàn cầu của thế giới và các quốc gia BRICS chiếm khoảng 1/3 nền kinh tế toàn cầu. Đương nhiên, tôi muốn nhấn mạnh điều này, các ưu tiên trong việc sử dụng một số loại tiền tệ nhất định sẽ thay đổi một cách tự nhiên. Ví dụ, chúng tôi và các đối tác BRICS sử dụng tiền tệ quốc gia hiện đã chiếm khoảng 65%. Đây là một quá trình tự nhiên nhưng các cơ quan tài chính và chính trị của hoa kỳ đang thúc đẩy quá trình này tiến lên bằng những hành động không chỉ bất cẩn mà còn thiếu chuyên nghiệp và ngu ngốc tôi nghĩ họ đã hiểu rằng mình phạm sai lầm nhưng đơn giản là họ không thể thoát ra khỏi lối mòn này rõ ràng không còn thuận tiện cho họ thừa nhận rằng họ đã mắc sai lầm nữa nhưng cần phải sửa chữa một số điều họ đã thấy rằng các công cụ của họ sử dụng không hoạt động và chúng ta đang chuyển sang sử dụng tiền tệ quốc gia họ thấy rằng hệ thống của mình đang gặp nguy hiểm nhưng họ không thể thay đổi bởi vì thay đổi điều gì đó đồng nghĩa với việc thừa nhận sai lầm của mình rõ ràng là nó rất khó khăn lý do cho hành vi này là gì họ hy vọng rằng mọi thứ sẽ sụp đổ với cả chúng tôi nên họ từ chối cung cấp dịch vụ bằng đồng đô la cho chúng tôi nhưng các xu hướng là hiển nhiên như tôi đã nói chúng chỉ thúc đẩy các quá trình này những xu hướng sử dụng tiền tệ quốc gia có liên quan đến khối lượng tăng trưởng kinh tế ngày này nền kinh tế trung quốc chúng ta đều biết rõ điều này là nền kinh tế đầu tiên trên thế giới xét về sức mua tương đường đúng nền kinh tế mỹ rất hùng mạnh nó tốt nhưng quy mô nền kinh tế của trung quốc đang lớn hơn mỹ ở vị trí thứ hai khoảng cách giữa hai nền kinh tế đang không ngừng gia tăng năm này qua năm khác điều này cũng liên quan đến việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong thanh toán quốc tế mỹ ở vị trí thứ hai ấn độ ở vị trí thứ ba nga đã đứng thứ tư trên thế giới về sức mua tương đường chúng tôi đã vượt qua nền kinh tế hàng đầu châu âu là đức và hiện tại đây là những tính toán quốc tế chứ không phải của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã vượt qua nhật bản vâng tôi nhắc lại một lần nữa nhật bản đức mỹ họ có nhiều lợi thế chủ yếu liên quan đến cơ cấu lĩnh vực công nghệ cao vân vân nhưng khối lượng của nền kinh tế cũng rất quan trọng bởi vì nó tạo điều kiện cho đầu tư nguồn lực vào các ngành để có hướng đi triển vọng nhất vì vậy, tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là một quá trình tự nhiên, thậm chí không liên quan đến tình hình chính trị. Nhưng với những hành động bất cẩn, thiếu chuyên nghiệp của mình, các nhà chức trách châu Âu và Hoa Kỳ chỉ đơn giản là đang thúc đẩy quá trình này tiến nhanh về phía trước. Về mối quan hệ của chúng tôi với BRIC, nó đang phát triển. Phát triển rất thành công, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, như tôi đã nói, là những người sáng lập tổ chức này. Vào năm 2005, chúng tôi đã bắt đầu quá trình đó bằng cách thành lập RIC giữa Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó là Brazil tham gia, cuối cùng là Nam Phi. Bây giờ, vòng tròn này đang được mở rộng cho nhiều người tham gia. Đây là một quá trình rất tốt, hơn 30 quốc gia trên thế giới ngày này thể hiện sự sẵn sàng hợp tác và một trong số họ đã tham gia vào BRICS. Các thành viên BRICS mới đều tự chủ, có nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, có nền văn hóa đặc sắc riêng của mình. Họ chắc chắn sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của tổ chức. Thưa Tổng thống, chúng ta không thể bỏ qua những tin tức đang tồn tại ngày này. Nó không liên quan đến chủ đề phương đồng hay sự phát triển trong mối quan hệ của Nga với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chỉ là hơn một tháng vừa qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào các vùng lãnh thổ biên giới của Liên bang Nga. Tổng thống đánh giá chung tình hình hiện nay ở quân khu phía Bắc trên các mặt trận và khu vực biên giới như thế nào. Mối đe dọa hạt nhân ra sao khi lực lượng vũ trang Ukraine cũng đang tấn công các nhà máy điện hạt nhân Kurt và Yaborgya khi nói về những vấn đề này trước hết chúng ta phải nghĩ đến những người đã trải qua những thử thách nghiêm trọng và phải chịu đựng những hành động khủng bố đó nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang nga là làm mọi cách để đánh bật kẻ thù ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ công dân của chúng tôi một cách đáng tin cậy cả nước tất nhiên phải làm mọi cách để hỗ trợ người dân về mặt quân sự tôi đã nói về điều này rồi mục tiêu của địch là làm cho chúng tôi lo lắng náo động chuyển quần từ vùng này sang vùng khác và ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi ở các hướng then chốt, chủ yếu là ở đồn bạt. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là phải giải phóng vùng này. Kế hoạch của họ có hoạt động hay không? Không, kẻ thù đã thất bại. Thứ nhật, lực lượng vũ trang Nga đã ổn định được tình hình và bắt đầu đẩy dần quân địch ra khỏi khu vực biên giới. Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, không có hành động nào được thực hiện để ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi. Ngược lại, khi địch điều động các đơn vị rất đông đảo được huấn luyện bài bản đến vùng biên giới của chúng tôi, địch đã tự làm suy yếu các hướng phòng thủ chính. Quân của chúng tôi ngay lập tức đẩy nhanh các hoạt động tiến cổng. Đã lâu rồi không có những vụ mua lại lãnh thổ như vậy. Ví dụ chỉ ngày hôm kia, nhóm Vostok đã chiếm được một hình tam giác dài 7 x 5 km chỉ trong một cuộc tấn công. Nhóm quân trung tâm cũng đang hoạt động rất thành công ở hướng Donetsk và Pokrovsk ở đó việc mua lại không còn được tính bằng hàng trăm km nữa mà phải tính bằng km vuông điểm cuối cùng không kém phần quan trọng địch đang bị tổn thất rất nặng nề cả về nhân lực và trang bị tôi sẽ không liệt kê nó ngay bây giờ Bộ Quốc phòng sẽ cung cấp những dữ liệu đó. Tôi coi đây là khách quan vì nó được xác nhận bởi nhiều nguồn cùng một lúc. Và điều này, một mặt gây ra hậu quả là mặt trận bị phá hủy ở nhiều hướng quan trọng nhất, gây tổn thất có thể đơn giản dẫn đến mất khả năng chiến đấu của tất cả các lực lượng vũ trang Ukraine. Đó là điều mà chúng tôi đang cố gắng đạt được. Tổng thống đã lưu ý điều quan trọng nhất là con người và những người sống ở những vùng lãnh thổ này. Xin lỗi, tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Có phải bạn đã hỏi về những cuộc tấn công và nhà máy điện hạt nhân? Vâng, những nhà máy điện hạt nhân ở vùng Cớt và Yaburuya. Đây là những vụ tấn công khủng bố rất nguy hiểm. Họ chỉ có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi phản ứng theo cách phản chiếu. Điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ khu vực này của châu Âu. Tổng thống đã nói rằng Kiev có thể đàm phán với Nga sau thất bại trong những hành động khiêu khích ở khu vực Cớt. Hóa giả, trước đây vẫn còn những triển vọng để giải quyết tình hình theo hướng hòa bình ư. Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần chúng tôi đã đạt được gần như tất cả các tiêu chí của một thỏa thuận hòa bình có thể có với các đại diện chính phủ ở Kiev. Chúng tôi đã đồng ý về mọi thứ. Hơn nữa, người đứng đầu phái đoàn đàm phán và hiện tại ông ấy cũng là người đứng đầu phe cầm quyền ở quốc hội đã tán thành các thỏa thuận này. Đúng, vẫn còn một số việc cần phải hoàn thiện, nhưng nhìn chung thì bản thảo vẫn có giá trị. Đó là một tài liệu. Sau đó ông Johnson đến Như bạn đã biết chính quyền Anh không phủ nhận điều này Họ đã xác nhận Ông ấy đến và ra chỉ thị cho người Ukraine Chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng Đó là những gì xảy ra vào ngày hôm nay Nó không hiệu quả Và các nhà chức trách chính thức của Ukraine Đã công khai tuyên bố rằng Nếu lúc đó họ thực hiện những gì chúng tôi đã đồng ý với họ Và không nghe theo chủ nhân của họ Từ các nước khác thì chiến tranh đã chấm dứt từ lâu Nhưng họ đã chọn đi một con đường khác Và đây là kết quả Chúng tôi có sẵn sàng đàm phán với Ukraine không ngờ ừ? Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ điều đó Nhưng không phải trên cơ sở của một số yêu cầu nhất thời Mà trên cơ sở những tài liệu đã được thống nhất và thực sự ký tắt ở Istanbul Theo Tổng thống thì nước nào có thể trở thành quốc gia hòa giải lần này Nếu các cuộc đàm phán diễn ra trong tương lai Chúng tôi tôn trọng bạn bè và đối tác của mình, những người mà tôi tin rằng thực sự quan tâm đến việc giải quyết mọi vấn đề liên quan đến cuộc xung đột. Đây, chủ yếu là Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ. Tôi liên tục liên lạc với các đồng nghiệp của chúng tôi về vấn đề này. Tôi không nghi ngờ gì rằng các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên chân thành cố gắng giúp hiểu tất cả các chi tiết của quá trình phức tạp này. Tất nhiên, tôi muốn nhắc bạn, bắt đầu từ cuộc đảo chính Ukraine năm 2014, rốt cuộc, đây là nơi mọi chuyện bắt đầu. Nga liên tục được thông báo về nhân quyền, về một số nguyên tắc của luật pháp quốc tế mà mọi người phải tôn trọng. Đây là cái gì? Một cuộc đảo chính, vi hiến, đẫm máu. Nó là gì vậy? Điều này dẫn đến thực tế là một bộ phận dân chúng Ukraine không đồng ý với kết quả. Và cuộc đảo chính này nói chung bắt đầu đấu tranh cho quyền lợi của họ. Đó là tất cả những gì về nó Nhưng họ không muốn nhớ Chúng tôi biết vấn đề là gì Tất nhiên chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình Cũng như lợi ích của những người gần gũi với chúng tôi Những người nói tiếng Nga Muốn văn hóa Nga và truyền thống Nga Thưa Tổng thống Tất cả chúng ta đều hiểu rất rõ rằng Nhìn chung các cuộc đàm phán có thể không trực tiếp với Kiev Mà với những người phụ trách phương Tây của quốc gia này Đồng thời trong trường hợp đàm phán Tổng thống có nghĩ rằng Chúng ta vẫn có thể tin tưởng họ trong tương lai không Xét cho cùng, nếu nhìn vào sự thật lịch sử, có lẽ người ta có thể nói rằng Nga đã bị lừa dối hơn một lần. Chúng bao gồm các vấn đề về việc mở rộng NATO về phía đông và các thỏa thuận mìn. Không phải Nga đã vi phạm nó. Liệu chúng ta đã rút ra được bài học nào chưa? Vâng, chúng tôi hiểu chúng tôi đang đối phó với ai. Đây là những người không coi trọng và không tôn trọng lợi ích của các quốc gia và dân tộc khác. Thật không may, những người như vậy tồn tại. Họ dễ dàng vi phạm mọi nghĩa vụ của mình, thậm chí cả những văn bản đã ký kết. Phải làm gì đây? chúng tôi chỉ cần tìm kiếm các hình thức và đảm bảo ít nhất bằng cách nào đó sẽ có hiệu quả ở một mức độ nhất định những đảm bảo an ninh chính là sự phát triển của nền kinh tế và tiềm năng quân sự của liên bang nga mối quan hệ ổn định đáng tin cậy với các đối tác và đồng minh của chúng tôi cảm ơn tổng thống thưa ông ibrahim tôi và tổng thống putin vừa thảo luận rằng nga luôn cố gắng tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột từ bên ngoài ông có nghĩ tại sao không thể đạt được một thỏa thuận tại các cuộc đàm phán ở istanbul không tôi đã nói chuyện với tổng thống putin ngày hôm qua tôi đã đến thăm istanbul ở đó một ngày và biết về những cuộc đàm phán này lúc đó tôi nghĩ rằng vấn đề này sẽ khép lại vì hai bên đã đi đến thống nhất thống nhất về nguyên tắc thông số và thỏa thuận theo quan điểm của tôi tôi nghĩ rằng cần phải đạt được hòa bình điều này không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước mà còn ảnh hưởng đến quan hệ trên toàn thế giới một số chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn do xung đột tuy nhiên theo tôi hiểu các thông số đã được thống nhất ở istanbul và là cơ sở để đạt được thỏa thuận hai bên đã đồng ý với các điều khoản của hợp đồng tất nhiên về phần mình chúng tôi ủng hộ những thỏa thuận như vậy có tính đến việc các thông số đều công bằng cả hai bên đều đã cam kết thực hiện thỏa thuận này và mọi người đều đồng ý rằng những gì đã thỏa thuận phải được tôn trọng chúng tôi hy vọng thỏa thuận sẽ diễn ra càng nhanh càng tốt bạn nghĩ rằng chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận ở istanbul thông qua sự hòa giải của tổng thống erdogan nhưng chúng tôi đã hoàn thành nó bằng chứng là chữ ký của trưởng phái đoàn Ukraine ký tắt vào tài liệu, có nghĩa là phía Ukraine nhìn chung hài lòng với các thỏa thuận đã đạt được. Tài liệu không có hiệu lực chỉ vì họ được lệnh không làm như vậy, mà còn có mong muốn của giới tinh hoa Hoa Kỳ, châu Âu và một số nước EU là gây ra một thất bại chiến lược cho Nga. Họ nghĩ rằng bây giờ họ sẽ lợi dụng kỳ ép và bắt Nga phải quỳ gối, chia cắt quốc gia của chúng tôi hoặc bất cứ điều gì khác mà họ định làm họ nghĩ rằng họ gần như sẽ đạt được các mục tiêu chiến lược mà có lẽ họ đã phấn đấu trong nhiều thế kỷ hoặc nhiều thập kỷ đó là tất cả những gì về nó johnson đến và nói không cần hãy chiến đấu đến người ukraine cuối cùng vì thế họ vẫn đang chiến đấu đôi khi tôi có ấn tượng rằng những người lãnh đạo ukraine giống như họ là một loại người ngoài hành tinh hoặc người nước ngoài nào đó Tôi nghiêm túc đấy, bạn hiểu ý tôi mà, những tổn thất của họ là rất lớn. Tôi thậm chí không hiểu họ sẽ làm gì tiếp theo. Bây giờ phải hạ thấp tuổi tổng quân một lần nữa để chiêu mộ trẻ em, như ở Đức Quốc xã thành lập đoàn thanh niên hít lẻ. Điều đó sẽ không giải quyết được vấn đề, đó chính là vấn đề. Kiểu huy động này đang diễn ra ở Ukraine, bước tiếp theo có thể là kêu gọi sinh viên hoặc nhiều thứ khác làm cạn kiệt hoàn toàn đất nước. Tôi nhắc lại một lần nữa, ấn tượng của tôi là các quan chức Ukraine không coi người dân là người của họ. Nói một cách chính xác và rõ ràng thì người thân của các thành viên trong giới cầm quyền Kiev chủ yếu sống ở nước ngoài. Tới một lúc nào đó, họ cũng sẽ lên máy bay và họ rời đi. Thế là mọi chuyện kết thúc. Họ không nghĩ nhiều cho đất nước. Họ chỉ trốn đằng sau những khẩu hiệu dân tộc chủ nghĩa. Chỉ vậy thôi, họ đang đánh lửa tất cả mọi người. Tuy nhiên, Tôi xin nhắc lại một lần nữa, nếu mong muốn đàm phán như vậy thực sự nảy sinh, chúng tôi sẽ không từ chối mà dựa trên các cơ sở thỏa thuận đã đạt được và ghi nhận ở Istanbul. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới. Nếu xem nào, có thừa tiền lẻ năm hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin bên dưới góc phải màn hình, nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm. Xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.